Đáng này, đáng này. Đang hỏi cái này bao nhiêu rồi? 9 triệu. 9 triệu. 10 triệu. Ừ. Đắp cả giấy vệ sinh vào đây à? Không. Qua đi ra đây à? Đâu, cái nào ấy đây, cái này rêu đi chứ. À, rêu à? Rêu, rêu trắng. Đắp vào giấy vệ sinh rồi. Rêu. Tiền này rêu. Tưởng qua đi ra đây. Xin được chào các bác cô chú anh chị. Hôm nay trời Vạn Phúc nhưng mà mưa từ sáng. Đến bây giờ thì khoảng độ 8:30 thì lại tạnh. Tôi ra tôi quay một tí cũng nghĩ là hôm nay sẽ đông đấy, nhưng mà có lẽ là chưa ra. Hiện tại đang có hai cái ô tô ở đây rồi, xe cây. Và sao anh? Nay mang cái gì đấy? À thì à? Đang làm việc. Tí bảo là chợ đông bắt đầu hỏng. À thế à? Hỏng lại, được hỏng lại, được hỏng lại. Cho anh mồi không? Hỏng lại rồi mà không mang cái gì đi, buồn thế. Để hai ông ô tô nào đây? Viện Lực Kinh Anh. Lực... Lực Văn Giang. Ô, Lực này đi ô tô lên à? Lực mới mua ô tô. Đúng nhỉ? Lực kiếm ăn được. Lực có cây quê hay nhưng mà lá xấu quá. Ok anh, các bác cứ uống đi, để tí em vào. Dạ. Đấy, biết mình có phim không, cứ rút trong ý, không ra báo giá. Tí nữa lại lấy cái số dừng xe. Cái bộ đề. Các kiểu ở đây được khoảng 10 phút ở thực tế, nên là quay rất là vội, quá không phải. Cái bột đề. Ok, bên này thì cũng không rõ của ai. Ba kiểu. Chứ có phải là những điền này chất nuôi hay. Dạ. Không biết được. Này tiếp lại tầng khóa kiếp quá nhỉ. Để xem cái này. Cái này nhìn nó phải. Cái này nhìn nó xa nhìn thấy đẹp. Cái này thì đóng vào rồi. Nhưng mà đóng vào rồi không quan trọng đâu, nó có bác. Nó liền hết. Ba vai viết đa số là giờ nó đóng hết. Anh à, sớm ngay. Con này đẹp đấy em ạ. Dạ. Nay có mang cái gì đi không? Có, anh mang hai cái máy ở đây đâu. À đây. Nhưng mà nó mà rất nhiều người bây giờ đang thích cái kiểu này, nó mình cũng thích đấy, nhưng mà không mê lắm. Ok các bạn, như vậy có lẽ là mình đi hơi ngược với thị trường một tí. Này làm lên bóng thì đẹp hòm hòm, mỗi đội chân chiếc thì đang làm là. Treo lên được. Nó một bay về dưới thì dễ. Nó cổ dây xem thì dễ hơn. Bây giờ thì không có tiền chứ quay nào thích bắt hết. Có tiền có bãi nuôi ok hết. Bây giờ mình chỗ để là hết. Này. Dành cho các bác thợ. Biết là ông nào mình quên mất, chắc biết mặt nhưng không nhớ, không biết tên, mà cứ bảo là Vũ Viễn. À, một cây xanh cổ, Nam Điền cổ nhiều quả. Cao độ gần khoảng 1,5 mét mặt trời lên.
già, đây là thịt già. À, nhưng mà chắc là hết đợt dịch là được họp lại bình thường rồi. Đấy, hai bạn này vừa đi chịn vào mình một cái. À đây, số của ông này đây. Này kiếp quá. Người đẹp này. À, hôm nay lành lặn. Này lành lặn. Hôm nay nuôi nở nhưng mà béo quá. Béo quá. Béo thì phải ép nó lại. Chính là phôi đang béo béo tí nuôi này hay cái này mà da rẻ là cũng được đấy. Chất liệu này nuôi tốt đấy. Có thích cái giá này không? Vẫn đuổi các bạn. Nhắc tí xong rồi xong lại thả, không nhẽ lại cho bán luôn đúng không? Ừ. Phải ra làm tí phép. Ừ. À. Cái này bao nhiêu bác? Cái 18. Cái bên kia, cái đóng bên kia. 20. Rồi, à, thế là biết rồi. Mấy đồ này thì cũng ăn được rồi. Tỏ quá. À đâu, cái xi này bao nhiêu? 8 triệu. Đấy, hai ô tô làm đông ấy, cả chợ sướng. Đang quay giờ vừa nãy thì không ăn đuổi. Vẫn. Rồi, giao dịch thành công rồi anh. Nổ lớn quá. Đấy. Anh Kiện ăn hai cây này à? Một cây số điểm. À, ăn cái điền này gì? Cái điền không ăn chậu. À, cái chậu này hơn củ hoặc quả củ nhỉ. Đúng rồi, trong lòng thì chậu mang bài cái chậu này cũng đắt. Đúng rồi, chậu này đắt. Chậu này cũ rồi. Đây đẹp quá nhỉ. Nhổ ra vứt luôn đi. Cứ đập chậu luôn đi. Đập chậu luôn đi. Đập chậu đi. Lắc lắc qua đây. Ê, nó đang mít mít rồi, mít móp ở dưới giữa rồi. Hai lít. Lấy cái gì mới gọi nó ra. Khèo khèo tí lên. Không được đâu anh ơi. Cái đục quay quay xung quanh. Lấy cái đục quay quay xung quanh nó đi. Hai bề thôi là được. Anh không mang. Tí ra làm bán này. Xe của Viễn đây thì đầy đồ mà. Kéo dài ấy. Xe của Viễn đấy, anh Dũng giao lưu với anh Kiện. À, chắc phiên sau là bán bình thường rồi. À, con này bao nhiêu đấy anh? Chục bạc. Chục bạc.
già, già không biết bao nhiêu tuổi rồi. À đâu? Già lắm rồi. Chỉ biết là nó già lắm. Ôi giời, cái đấy thì quá chuẩn luôn. Sấn cho một lượt xung quanh là đúng lên. Vừa nãy thấy giao dịch cũng không biết bao nhiêu tiền. Chắc giá nội bộ thôi vì là mấy anh em thợ để cho nhau. Đẹp nhỉ. Kiện hôm nay bắt đầu chơi đồ bé đấy nhỉ. À đấy, con giấy nữa đúng không? Ui, nó ăn vào lít chậu hay sao mà cái chậu nó kiểu nó thắt ở dưới màu bầu đấy, lên giữa rồi nở giữa top tít rồi lại cung cung cung. Trồng mấy cái ôm chậu kìa. Giờ sang quay nốt cây. Đấy, hay quá, sáng sớm đã có giao dịch rồi. Không bỏ công mình ra. Đấy, lập, đây là cái chỗ anh lập. Chuyên bán rẻ nhất bạn Phúc đây. Covid. Xanh giá Covid, Nam Điền giá Covid. Sang quay nốt xe của bác bên này cái đã. Đó. Hôm nay ra là trả tiền ông Nhạn mà ông Nhạn chưa thấy đi. Hay quá. Có màu. Chậu này tôi thích. À cây của thắng vẹo. Cây của thắng vẹo đây đúng không? Đúng là xe mới khác nhỉ, giao dịch nhỉ. Thắng ơi, cái này bao nhiêu đấy anh Thắng? Thắng ơi, hỏi cho vui. Thắng ơi đang hỏi cái này bao nhiêu rồi? 9 triệu. 10 triệu. Ừ. Đắp cả giấy vệ sinh vào đây à? Không, qua đi ra đây à? Không, cái nào ấy đấy, cái rêu đấy chứ. À rêu à? Rêu trắng. Đắp vào giấy vệ sinh rồi. Rêu. Tiền này tưởng qua đi ra đây. Vui tí các bác ạ. Thế chứ vui các bác chứ. Anh em nào ra đây giao lưu được thì tốt chứ nhiều khi là xem cho vui thôi các bác nhé. Để lấy cái tinh thần này. Tinh thần là cái nơi để anh em mình ra mình chơi. Nhiều bác nặng nề giá cả mua bán quá. Bảo là sao mà không hỏi hết giá rồi nọ kia thì mà bác chắc gì bác đã mua. Và cái thứ hai là phải ra chợ chứ nó bị dễ. Nói chuyện của bác alo nó khó lắm. Nhất là những cây mà trên 10 triệu trở lên. Cây để sang cho anh Dũng cái sôi động quá. Thế là biết cây này là 20 rồi. Cây kia 18. Còn những cây này thì to quá thôi. Không hỏi. Không đúng vụ.